Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Trang Vũ TV. Ngày nay mình sẽ làm clip là cắt lên like chiếc quần jean của một bạn nam. Đầu tiên mình sẽ đo khoảng cách cần lên. Như hình các bạn là mình đang lên khoảng tầm 9cm like chiếc quần này. Và mình đã in dấu mà mình đã cắt. Đường mình đã cắt, đây chính là điểm cuối cùng của chiếc lai quần sau khi mình lên. Sau khi cắt xong, mình sẽ cắt nhỏ chiếc lai lại. Mình sẽ để dư một khoảng bằng một chiếc lai cũ. Tính từ mép đường chỉ lên khoảng 1,5 cm. Sau đó mình sẽ tháo đường chỉ của lai cũ ra. Tùy vào những chiếc quần mà có những cách tháo khác nhau. Các bạn nhớ tháo chỉ sạch sẽ, vệ sinh tất cả các đường chỉ, các sợi chỉ đã cắt để may lên trông sẽ đẹp hơn. Mình đã làm clip rất nhiều về cách lên like này, và lần này mình đã làm clip cho các bạn xem mình sẽ làm như thế nào. Mình không cắt phát sổ như những lần trước, mình sẽ gập lên. Điều đáng bất ngờ nói ở đây là chiếc lai này khi sau khi lên sẽ đẹp và mềm mại giống như là trước khi lên. Bây giờ các bạn hãy chọn màu chỉ phù hợp chiếc quần, giống chiếc giống như màu chỉ cũ. Các bạn chú ý khi đi lai, đoạn phần trên mình cắt ngắn bớt đi thì lai thường sẽ bị ngắn dài, nên các bạn chú ý nếu trường hợp chiếc lai phần bên trên nó dài rộng hơn thì chúng ta phải may nhỏ bớt vào để cho nó hai đầu mép khi sau khi may lên khớp với nhau và không bị một bên ngắn một bên dài. Đây mình hai chiếc quần này đã bằng nhau và mình không phải may thu bớt phần trên lại. Bây giờ mình sẽ ghép phả ướm thử lại và mình dùng máy may một đường chỉ vòng qua lai quần cách đường chỉ cũ một khoảng 1 mm. Các bạn nhớ nhé, may theo đường lỗ chỉ cũ cách 1 mm. Để sau khi mình may xong đường vòng này để nối thì mình sẽ may lại một đường chỉ mới đúng vào cái đường chỉ cũ của chiếc lai quần này.
rất nhanh các bạn. Đây, và cả kiểm tra nó đã khớp với nhau, và cả đường gân các bạn nhé, đã tạo thành một đường thẳng. Tiếp tục với ống quần thứ hai, mình cũng sẽ may nối vào nhau. Sau khi để khớp vào nhau, các bạn chú ý là chúng ta nên cắm kim xuống trước rồi đặt chân vịt, để như vậy thì khi mình may nó không bị trượt và bị lệch hay mảnh với nhau. Nếu không, ta đặt con vịt trước rồi ta mới dùng kim cắm xuống, thì khi mình may thì con vịt nó kéo rất dễ làm bị lệch hai đường gân với nhau. Các bạn chú ý phần này, phần này khá là quan trọng. Để chiếc la lên đẹp hay không là nó ở phần này. Sau khi may xong, các bạn phải cắt phần thừa này để mình khi may lai vào không bị cộn. Các bạn cắt sát mép đường chỉ dọc và cắt ngang. Để khi mình gấp vào mình may, nó sẽ không bị cộn. Ở những đoạn đường gân nối với nhau, các bạn có thể dùng búa hoặc dùng bàn là. Ở đây mình dùng búa cho nhanh các bạn. Mình sẽ phải dăm. Cho nó dẹt xuống. Rồi mình may. Các bạn may lại đường chỉ cũ các bạn nhé. Nếu là một vị khách khó tính thì các bạn có thể dùng bàn là để ủi đường mép này cho nó thật phẳng và ăn khớp với nhau. Ở phần này do mình không điều chỉnh mũi chỉ nên mình đã may và mình phải vặn lại đồng tiền để cho nó ép xuống sợi chỉ vẫn ăn chắc với nhau. Gỡ cái phần chỉ không may chặt với nhau. Bởi vì mình may độ dày vải khác nhau thì mình phải chỉnh đồng tiền. Sẽ buộc nút cho chiếc la quần này. Mình đã làm video trước và mình đã vắt sổ. Rất nhiều người thắc mắc tại sao mình không gấp lên và mình lại vắt sổ. Thì hôm nay mình sẽ làm video, mình sẽ vắt lên và chiếc gấu rất mềm mại và đẹp.
với cách làm này của mình. Hy vọng sẽ chiều được vị khách khó tính nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy like, chia sẻ, comment, đánh giá cho mình ý kiến về video này. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.